Chào các bạn đến với channel của NSHOP, kênh chuyên về game và hobby. Chắc hẳn là các bạn ai cũng từng một lần khi mà chơi bài Yu-Gi-Oh á là cũng sẽ bị đổ nước hoặc là dính bụi bẩn, cho dù là bạn để ở nhà hay là đem ra ngoài đánh với bạn bè. Thì hôm nay mình sẽ làm một video tổng hợp lại những cách mà chúng ta có thể bảo vệ bài tốt nhất và cách bảo quản tài sản của bạn được an toàn khi mà chơi bài Yu-Gi-Oh á. Thì cái các bạn nên có trước tiên hết là cái playmat, nghĩa là một cái thảm để chúng ta trải bài, thì nó sẽ hạn chế xước bài và các bạn lấy bài nó cũng dễ dàng hơn. Một cách đơn giản và làm biến nhất là chúng ta sẽ xài cái sleeve. Thì còn nó còn có một cái tên gọi cục xúc khác mà nhiều bạn hay gọi khi ra tiệm là: chị ơi, bán cho em cái một bài. Sleeve là một cái miếng nhựa để bọc bảo vệ bài. Khi mà chơi thì các bạn cần thiết là phải có cái sleeve bài. Thứ nhất là cái lá bài nè, nó làm bằng giấy, thì khi mà các bạn xào bài á, nó sẽ dễ gấp bài hoặc là làm hư gốc hoặc là dễ chạy xước bài, ví dụ như giống như mấy cái lá mà hiếm hoặc là lá có giá trị kia đồ thì khá là tiếc. Nữa là các bạn xài sleeve thì chúng ta sẽ dễ xào bài chứ cũng dễ chẻ bài hơn. Chúng ta có thể vẽ bài rất là dễ dàng hơn. Sleeve nó cũng đa dạng lắm. Nếu bạn nào mà thích kiểu như là càng đơn giản càng tốt á, thì chúng ta sẽ có cái loại sleeve trong siêu mỏng như này. Bạn sẽ thấy nó rất là mỏng. Và cũng nhiều bạn là có thể dùng cái sleeve này nè để làm cái kiểu mà là double sleeve á, chúng ta sẽ bọc luôn cả hai lá. Mà bạn nào mà thích cái kiểu màu mè một tí á, thì mình có thể là chọn mấy cái dạng như sleeve màu như vậy nè. Đây, nó cũng có rất là nhiều màu khác nhau, thì bạn có thể lựa theo sở thích của bạn. Cũng có màu hồng, màu tím là cho những bạn nam mà thích sự dịu dàng, đầm thắm. Còn có một loại như này nữa, nó cứ cái kiểu trong trong rồi có in hoa văn á, mình cũng không biết diễn tả sao nữa. Nó là như này nè. Thì nó in cái biểu tượng trò chơi ngàn năm á, cái biểu tượng đặc trưng của Yu-Gi-Oh, thì cái loại này mình khá là thích nhất. Tại vì khi mà áp vô cái lá bài thì nó cứ tinh tế sao á. Thì như mình đã nói thì cái sleeve nó rất là đa dạng, có rất là nhiều loại luôn. Nó còn có cái loại mà in hình các nhân vật như này nè. Thì các bạn có thể tự do sử dụng sleeve theo phong cách của mình rồi sở thích thôi. Thích cái nào thì lựa cái đó. Với lại sleeve cũng là rất là cần thiết khi mà các bạn đem ra ngoài đánh thì nó sẽ đồng bộ cái bộ bài của mình. Chơi hẳn luôn combo bảo vệ tối đa thì các bạn có thể sử dụng thêm những cái hộp đựng bài. Thì mình khuyến khích là nên sử dụng những cái hộp chuyên dụng, được thiết kế chuyên dụng để đựng lá bài. Như mình đang cầm trên tay là hộp nhựa dẻo, chống thấm nước luôn. Thì khi mà các bạn sử dụng cái này thì nó khá là an toàn, với lại nó cũng có rất là nhiều màu sắc với kích cỡ khác nhau. Đây, cũng có nhiều hình ảnh khác nhau nữa. Cái này là trong K3 Collection này. Đây, loại này thì là đựng được 50 lá, loại này thì đựng được 100 lá. Nếu mà bạn không thích học bài vì không có show off được hết những cái vẻ đẹp của lá bài của mình á, thì còn một cái loại khác, đó chính là album. Thì album mình chia ra hai loại ha, là những loại đơn giản như vậy. Đây này, đây. Nó có, đây là một mặt như vậy sẽ là chín ngăn, thì nó sẽ có hai mặt. Chúng ta có thể đựng được rất là nhiều, tối đa là 128 lá bài cho một cuốn album như vậy. Và là nó có những cái loại mà mình nói xem nào. Nó nhớ là các miếng khay lẻ như vậy ha, để các bạn có thể nhét bài vô. Ví như album của mình hết chỗ rồi hay là gì đó, mình có thể mua thêm lẻ thêm mà mình cứ nhét vào mình bổ sung thêm. Còn mà thích làm màu á, thì các bạn có thể mua những cái loại mà có in hình về Yu-Gi-Oh như vậy nè. Hoặc là chơi luôn cái kiểu mà sleeve bài của K3 Collection, hộp bài K3 Collection hoặc là album của K3 Collection luôn, cho nguyên một bộ vậy đó, đặt lên là chất chơi liền. Mình có một tip nhỏ nữa, cũng khá là nhiều bạn hiện đang sử dụng cái cách này rồi, thì đó chính là xài double sleeve.
Thì các bạn có thể là dùng một cái sleeve mỏng trong suốt như vậy, bọc một lớp, rồi chúng ta sẽ bọc thêm một lớp sleeve màu hoặc là sleeve kiểu bên ngoài. Đây. Thì ưu điểm của cái loại này á, thì nó sẽ là chống thấm nước tốt hơn, chống bụi vào tốt hơn. Nhưng mà nhược điểm thì nó sẽ khiến cho lá bài của các bạn khá là dày, mặc dù là chúng ta đã sử dụng sleeve trong nó rất mỏng rồi. Thì dày như vậy thì các bạn sẽ để vào hộp nó chiếm diện tích hơn, hoặc là các bạn nhét vào cuối album á, thì nó sẽ dày, nó sẽ hơi cộm. Hy vọng là những thông tin mình tổng hợp vừa rồi có thể giúp cho các bạn tìm hiểu được những gì cần thiết để bảo vệ bài. Để xem những thông tin chi tiết về sản phẩm mình vừa nói thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới. Có bất kỳ đóng góp, ý kiến và thắc mắc gì thì các bạn cứ gửi lại comment bên dưới. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ những video tiếp theo của mình nha.